thầy phải trông rất đẹp trai và chứ thầy trông rất đẹp trai nhưng mà thì cũng phải chết biết ngay là mày ý mày nói cái gì đó. hôm nay thì ta tiếp tục cái đề tài là kỹ năng giao tiếp ngày hôm qua thì tôi có chia sẻ với các anh chị về chín cái kỹ năng trong trong giao tiếp thì chúng ta có thể điểm danh lại một vài cái mà tôi còn nhớ còn không thì các anh chị đọc lại xem lại cái video ở phần 1 đó là thứ nhất là chúng ta nhớ cái tên gọi của họ ở trong cái giao tiếp đây là chúng ta đang nói giao tiếp một một hoặc là giao tiếp một vài người còn nếu mà giao tiếp nhóm lớn thì chúng ta có cái lớp học là truyền uh, cảm hứng trước đám đông tối thứ bảy rồi hàng tuần rồi đúng không ạ anh chị đăng ký cái lớp đấy thì chúng ta tham dự đây là chúng ta nói về cái việc là cái kỹ năng giao tiếp trong một người với một vài người thì thứ nhất là cái kỹ năng là phải nhớ cái tên người thì tôi có chia sẻ với các anh chị về một cách một vài cách mà chúng ta nhớ tên người như là mình xin cái nêm khác thì khi mình xin nêm khác thì mình hỏi là tôi có thể viết uh, thông tin thêm vào nêm cát của anh được không? thực ra là tự nhiên mình cầm cái nêm cát người ta mình viết vào nó vô duyên nên mình hỏi cho là người ta là tôi viết được vào được không thì mình thì tất nhiên là người ta bảo vâng đồng ý thì mình có thể viết thêm những cái câu hỏi mà mình trao đổi với họ vào trong cái nêm cát ví dụ như là áo đỏ à, áo đỏ chọc đầu đeo kính đấy ví dụ thế thì mình ghi thêm vào cái nêm cát cái đặc điểm đấy để khi mà ghi có cái đặc điểm đấy vào cái thì là 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 người ta nhớ nếu các anh chị học tôi các anh chị thấy rằng tôi thường xuyên nhắc tên mọi người trong lớp học rồi thì đấy là cái đầu tiên cái thứ hai là, là chúng ta kết nối bằng mắt nên là đôi khi chúng ta giao tiếp ở trên này chúng ta không nhìn thấy nhau nhưng mà thực ra là tôi nhìn thấy hết các anh chị bởi vì là tôi nhìn qua màn hình cái camera của anh chị và giống như các anh chị đang nhìn tôi qua camera này nên là thỉnh thoảng khi chúng ta giao tiếp ở trên mạng như này thì chúng ta nhìn vào camera thì chúng ta nhìn vào camera thì giống như chúng ta đang nhìn nhau vậy thì đấy là cái cách mà chúng ta dùng eye contact chúng ta dùng cái sự kết nối bằng mắt cái điều thứ ba ấy, là chúng ta thường xuyên mỉm cười nên là lúc mà tôi cáu lên thì mặt tôi cáu thôi nhưng mà sau đấy thì tôi cũng phải mỉm cười các anh chị chứ không cười thì các anh chị ra khỏi hết zoom còn ai trong này nữa đâu mà nói chuyện mà 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 nhắc à, đúng không chào đúng rồi giang dương à, hay đấy giang dương xinh nhắn rồi cái thứ tư là à, chúng ta là chúng ta thường xuyên là đặt câu hỏi chúng ta dùng những câu hỏi thông thường những câu hỏi đơn giản những cái câu hỏi mà để ai cũng trả lời được để cho họ cái cơ hội được nói à, khi mà họ nói thì thứ năm là chúng ta có thể dùng những câu hỏi à, đào sâu Ví dụ như là điều ấy có nghĩa là gì Nó làm sao ờ, Ý nó làm sao hơn nữa là gì ờ, Anh có, có anh muốn nói gì đây Ví dụ như vậy chúng ta hỏi cho nó sâu thêm Câu hỏi cho nó Còn gì nữa không Thì đấy là những câu hỏi đào sâu và lắng nghe và Sau khi giống như anh Ngọc vừa chia sẻ với cuộc chuyện, một câu chuyện hay là chúng ta đáp ứng được họ Thì xung qua những câu hỏi Thì chúng ta bắt đầu sắp xếp các câu trả lời Vào trong cái vòng tròn của họ Để chúng ta tìm các cái ý cái ý thứ bảy đây là chúng ta sẽ uh, tìm ra các cái điểm chung của hai người và nói về cái điểm chung nói về điểm chung đông con có nhiều con học cùng trường thích cuốn sách chơi cùng môn thể thao cùng thích một màu ví dụ như vậy cùng học cái trường nọ cùng có cha mẹ làm cái nghề kia vân vân thì đấy là những cái điểm chung mà chúng ta tìm ra cái điểm chung mà chúng ta nói khi mà chúng ta nói được những cái điều như vậy thì nó sẽ tạo ra cái cái sự kết nối và tạo ra được những cái thân thiện giữa nhau thì đó là một trong những cái phần chia sẻ trước của tôi ở trong video trước để tóm tắt lại các anh chị. Nếu các anh chị có thể điều kiện thì tí nữa chúng ta xem lại trên kênh YouTube vào lúc 3 giờ sáng đêm qua. Thế thì bây giờ tiếp theo thì chúng ta phần 2 này thì chúng ta sẽ thêm một vài cái điều nữa. À, tiếp theo đó là chúng ta sẽ là sử dụng cái từ là bạn thay vì chúng ta thường xuyên nhắc đến cái tên của họ rồi nhưng mà nếu mà chúng ta nhắc à, thường xuyên quá về cái tên của họ thì nó cũng không hay cái câu chuyện của chúng ta ấy, thì chúng ta phải nhắc về họ kể về chuyện về họ nói về vấn đề của họ chia sẻ về giải pháp cho họ quan tâm đến họ thì nó sẽ đạt trở thành một câu chuyện hay cái sai lầm của chúng ta thường xuyên là chúng ta thường nói về mình tôi là tôi là tôi làm tôi đã từng tôi có vân vân thì cái câu chuyện đó nó sẽ trở nên rất là nhàm chán rất là nhanh vì chẳng ai thích nghe câu chuyện của ta cả họ chỉ thích nghe câu chuyện của họ thôi đấy họ chỉ thích nghe câu chuyện của họ cho nên là khi mà chúng ta kể câu chuyện của họ mô tả về cuộc sống của họ hỏi họ thì và sau đó đưa giải pháp, giải pháp cho họ hoặc là gợi ý cho họ thì họ sẽ thích hơn là, là nói về chúng ta. Đấy. ngay cả khi chúng ta kể câu chuyện của chúng ta thì chúng ta cũng là mục đích là để giúp họ giải quyết cái vấn đề của họ. Cho nên là khi mà chúng ta nói về họ thì ví dụ như là đứa là người ít tuổi hơn thì người ta sẽ nói là em, ví dụ như cô ấy tên là Hằng thì mình nói là Hằng có thể nên làm cái điều này à, theo em thì nó làm sao? Ở à, đấy ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn là đưa cái từ là em tức là ngôi thứ hai đấy em là bạn là cô là gì là chú là anh là chị vào trong cái cái câu của của câu chuyện thế thì khi mình bớt được chữ tôi đi mà mình nói được về họ thì câu chuyện của mình sẽ rất là hay thế thì lúc nãy là tôi có chia sẻ với nhóm anh anh Ngọc anh Trường đây đó là bớt cái con người vị kỷ tức là vì bản thân mình chuyển sang con người vị chủng là vì họ thì tự nhiên là câu chuyện nó sẽ hay cái đấy cũng là một trong những kỹ thuật nâng cao nhưng mà thực tế mà nói kỹ thuật này là phải luyện các anh chị nhớ nhé ở trong cái video trước thì tôi có nói là đây đây là kiến thức của tôi. Các anh chị ghi chép xuống giống như các anh chị đang ngồi trước máy đây và ghi xuống đây thì nó thành là của cái anh chị. Nhưng mà nó là kiến thức sang kỹ năng thì nó phải trải qua một bước là thực hành rất nhiều lần. Nên là những cái điều mà tôi nói hôm nay các anh chị là tổng kết nó lại thành những cái mẩu giấy bỏ vào túi. Xong rồi hoặc là kẹp nó vào quyển sổ tay đấy. Các anh chị ra đường mà anh chị gặp ai hoặc là anh, anh lên mạng hoặc là hoặc là anh chạy chat thế này hoặc là các anh chị là nói chuyện qua cái đám đông như này thì các anh chị dở cái, cái cẩm nang nó ra để trong đó cái chín cái bài hôm trước cái bài hôm nay nữa là các anh chị kết hợp nó lại thì các anh chị luyện luyện dần nó thành kỹ năng sau khi mà anh chị đã luyện thành kỹ năng rồi anh chị bỏ vở đi anh chị vẫn nói được thì lúc đấy mới ngon đấy. thì cũng đừng nhớ phải nhớ tất cả làm gì cả cái nào nó hiệu quả mình mình nhớ được vài chiêu thôi à, thành kỹ năng của mình đấy. thì dần dần nó sẽ luyện thêm những kỹ năng khác nhé Đấy thì đấy là cái về câu chuyện là thường xuyên nói về câu chuyện của họ, đừng nói về câu chuyện của mình. Trong trường hợp phải nói về câu chuyện của mình thì cũng nói là câu chuyện của mình Để giúp họ giải quyết cái vấn đề của họ thôi. À đấy thì đấy là cái cách. À, cái điều tiếp theo ấy là chúng ta phải luyện cái kỹ năng nghe. Đây là một trong những cái à, kỹ năng rất là quan trọng của cái người mà nói chuyện giao tiếp có kỹ năng giao tiếp. Ví dụ như lúc nãy thì tôi à, có dành ra 45 phút tôi ngồi ở ngoài cái căn phòng này, tức là tôi tắt camera và tắt micro đi để nghe các anh chị và nghe 45 phút cho anh chị như vậy thì cũng nghe rất là nhiều cái câu chuyện và đặc biệt các anh chị rất là quan tâm đến câu chuyện của bác sĩ Ngọc cũng như là câu chuyện của anh uh, Trường dài chẳng hạn như vậy. Thế thì uh, nhưng mà tí tiếc là các anh chị đã không lấy cái cơ hội đó làm cái cơ hội phát biểu đúng không nhỉ? Uh, thấy anh, anh Trường uh, có thể thấy anh anh Ngọc anh nói với tốc độ nhanh quá. Uh, chúng ta nó khi là chúng ta cũng bị, uh, bị 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 bị, bị áp chế nên là mình không dám giơ tay nó là chúng ta sẽ à, lắng nghe và lắng nghe thì khi mà lắng nghe thì chúng ta phải phân nhóm cái câu chuyện của họ chúng ta phân nhóm câu chuyện thành những cái à, tùy theo các anh chị đã học xin lỗi chị thì... sau khi mà các anh chị đã đã học những cái khóa học khác nhau ấy ví dụ như các anh chị đã học về tư duy nhận thức về tám tầng nhận thức ví dụ như trong lập trình vấn mệnh các anh chị đã học tám tầng nhận thức thì các anh chị phải xem họ ở tầng nhận thức nào thì chúng ta sẽ nói chuyện tương đồng ở tầng nhận thức đấy hoặc là chúng ta muốn họ thay đổi thì chúng ta chỉ cần nói họ ở trên một hay hai tầng nhận thức thôi đừng có đi cao quá thì sẽ không giúp ích được gì cho họ cả đấy, tôi lấy ví dụ như lúc nãy anh Ngọc nói to quá nhanh quá có thể áp chế anh chị ở đây thế thì chúng ta đến cái một là phải tương đồng về về cấp độ nhận thức cái hai là phải tương đồng về mô hình tính tính cách tức là DISC Mô hình phong cách là DISC phải phù hợp Người nhóm D thì mình phải nói nhanh, đi thẳng vào vấn đề Người nhóm Y thì mình phải cho họ cơ hội được nói thật nhiều và hỏi họ thật nhiều Người nhóm S thì phải có cái sự vỗ về, chăm sóc, va chạm, bắt tay, ôm, vân vân. Người nhóm C thì phải đưa nhiều con số, công thức, cơ sở khoa học, bằng chứng Đấy là chúng ta sẽ nói chuyện với những người Và nhóm tính cách khác nhau thì mình sẽ dùng các cái con số và dữ kiện khác nhau Thì nó sẽ phù hợp với nhóm tính cách Đấy. À, như vậy chúng ta lắng nghe và biết được nhóm tính cách thì chúng ta sẽ đưa dữ kiện được tốt hơn. Đấy là cái điều tiếp theo. À, điều tiếp theo là phải để mà nói chuyện được đúng đắn ở đây. À, thế thì 12 là chúng ta sử dụng ngôn từ của họ. 12 là sử dụng ngôn từ. Sau cái bước lắng nghe thì chúng ta sẽ có được cái ngôn từ của họ các anh chị. Ví dụ họ hay dùng cái từ khóa gì. Các anh chị sẽ để ý nếu mà các anh chị xem lại những cái video mà coaching của tôi trên Youtube các anh chị sẽ thấy là tôi thường xuyên nhắc dùng ngôn từ của họ ví dụ như các anh chị sẽ thấy rằng là khi mà tôi vào để nói chuyện với một nhóm về tôi sẽ nói chuyện với một nhóm về bảo hiểm cách đây khoảng 2-3 ngày có một anh chị ở bên chùa bảo hiểm có mời tôi nói chuyện ngắn một vài chục phút đấy thì ngay lập tức tôi vào cái tôi sẽ dùng luôn mdrt chẳng hạn để lấy được một thuật ngữ của bảo hiểm mdrt hay còn gọi là bàn tròn triệu đô đúng không ạ thì tôi sẽ nhắc bằng cả tiếng việt bằng cả tiếng anh MDRT hay là bàn tròn triệu đô thì tôi sẽ biết rằng là tôi sẽ hỏi ngay họ là các bạn có biết thế nào là đạt được bàn tròn triệu đô không trong khi và ví dụ mà tôi phân tích về AP đấy thì có người sẽ nói là 550 triệu tiền phí có người nói 720 triệu tiền phí có người nói 750 triệu tiền phí Thế là câu chuyện của tôi bắt đầu xoay xung quanh những cái thuật ngữ như là hợp đồng chính hợp đồng phụ thì đấy nó, nó sẽ là cái chuyên ngành tư vấn môi giới phí vân vân thì đấy là những cái từ chuyên ngành của cái nhóm đấy và ra khỏi cái nhóm đấy thì tôi không còn dùng cái từ ấy nữa thì đấy là sử dụng ngôn từ để cho nó gần gũi hay là nếu tôi bước vào một cái nhóm luật sư thì tôi sẽ dùng cái ngôn từ của luật sư điều khoản, điều lệ vân vân thì đấy là cái cách mà làm hay là tôi đi với một nhóm kinh doanh thì tôi sẽ bàn về vấn đề các anh chị có để ý trong các cái nhóm chương trình coaching thì sẽ là doanh thu là chi phí là lợi nhuận là nhân sự nhưng mà à, ví dụ như là 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 nhân sự nhưng mà nếu mà chúng ta sẽ chuyển sang một cái mô hình là kinh doanh tự doanh kinh doanh nhỏ thì tôi sẽ không còn là nhân sự nữa mà sẽ chuyển thành từ là đội nhóm À, thì ví dụ như vậy thì cùng là cái từ đấy nhưng mà nếu họ dùng cái từ gì thì tôi sẽ dùng cái từ đấy. đấy ví dụ cũng là cái từ đại lý nhưng mà nếu mà các anh chị là tổ chức là một mô hình công ty doanh nghiệp ấy, thì đại lý là một thực thể đăng ký kinh doanh khác với doanh nghiệp của anh chị Thế còn nếu mà trong cái hệ thống mà các anh chị kinh doanh một cái mà các anh chị đang gọi là kinh doanh hệ thống đấy à, thì hệ thống online đấy thì các anh chị gọi đại lý chính là cái người mua hàng ấy thì Thế thì tôi sẽ cũng dùng cái từ đại lý giống như các anh chị nhưng mà hai khái niệm này mang hai nội hàm tức là hai cái nghĩa khác nhau thì tôi dùng ở hai cái tổ chức này theo hai nghĩa khác nhau đồng bộ về ngôn từ với các anh chị thì đấy cũng là cái trong nghệ thuật giao tiếp nó bắt đầu từ sự lắng nghe và sau đó thì sử dụng cái ngôn từ đấy. thậm chí thậm chí trong một số trường hợp tôi nhái giọng một cách rất là tự nhiên ví dụ như là một số cái vùng khi tôi nói chuyện Mà lúc sau tôi cũng ngọng lờ nờ giống như họ luôn tức là tự nhiên vô thức mình không hiểu được là mình đã nói ngọng lờ nờ từ lúc nào hay là mình có thể kéo dài một số âm ie đấy thì đấy cũng là à, đấy cũng là cái cách mà mình à, mình làm và điều tiếp theo ấy, là chia sẻ với các anh chị là à, khi mình sử dụng ngôn từ thì mình tránh sử dụng ngôn từ chuyên môn ở những cái nơi công cộng tránh sử dụng ngôn từ chuyên môn ở cái nơi công cộng Đó. tiếp theo nữa là điều thứ 13 là tránh tranh cãi là tránh tranh cãi tức là là chúng ta không cần thiết phải tranh cãi bởi vì trong cuộc sống của chúng ta cái chuyện đúng và sai nó chẳng giải quyết được cái gì các anh chị bởi vì thực tế mà nói khi chúng ta phân 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 biệt đúng và sai thì trong cuộc đời này nó chỉ là mất đi thôi quan hệ thôi chứ nó không được quan hệ các anh cứ chị cứ nghĩ lại trong cuộc đời này từ lúc anh chị sinh ra đến bây giờ đã bao nhiêu lần chúng ta đúng sai rồi đúng không ạ và mỗi lần cứ tranh luận đúng sai ta đúng ta ta đúng người sai thì lúc đó chúng ta đang đi mất đi một cái mối quan hệ anh chị cứ nhớ lại trong suốt cuộc đời của mình mà xem từ anh em từ họ hàng từ đồng chí từ đồng đội từ khách hàng mỗi khi chúng ta tranh luận là chúng ta mất đi người cho nên ở đây trong cái cuộc hội thoại nói chuyện để mà gọi là có nghệ thuật nói chuyện thì hãy tránh cái việc đúng sai vì nó không giải quyết được cho nên là có cái câu nói là you can be right or you can be rich you can be right or you can be happy tức là bạn có thể đúng hoặc là bạn được giàu hoặc là bạn có thể đúng hoặc là bạn được hạnh phúc nên là bạn chọn hạnh phúc thì thôi đúng chọn giàu thì thử, chọn thôi chọn đúng nên là không cần phải tranh cãi đúng sai mà chỉ cần được à, cái mục đích của mình Thế thì đấy cũng là cái cách mà chúng ta nói chuyện à, cho nó gọi trong nghệ thuật giao tiếp thì không tranh luận thế thì bây giờ nếu mà có cái quan điểm thì sao thì tất nhiên là chúng ta phải công nhận cái quan điểm của họ và chúng ta cũng phải giữ quan điểm của mình nhưng mà không cần phải tranh luận chúng ta tôn trọng cái sự khác biệt của mọi người rồi à, tiếp theo đây là một cái từ khóa rất là hay các anh chị này là đừng có dùng những cái từ khóa như nhưng mà hãy dùng từ khóa là và thay vì nói nhưng lúc nãy có anh chị nói nhưng đấy thay vì nói nhưng hãy dùng từ nói là và ý là sao ạ? À tôi lấy ví dụ này ở đây có cái có cái chị tên là chị Linh Thủy Linh đúng không? Chị Thủy Linh áo vàng vàng hoa hoa vàng vàng ấy Thủy Linh giơ tay vẫy vẫy tôi coi à Thủy Linh hôm nay trông xinh nhỉ? Đấy thấy rất là vui nhá bạn đang rất là cười tươi này tôi nói từ nhưng nhá thì Linh trong này sinh nhỉ nhưng mà um, tôi chỉ nói đến đây thôi tôi chưa nói gì cả tôi chỉ nói từ nhưng mà thôi thì ngay lập tức các anh chị có thể nhìn thấy mặt của bạn ấy không ạ bạn ấy xị xuống ngay lập tức thì cái, chỉ cần nói từ nhưng một cái thôi là bạn ấy cảm thấy vô cùng chán rồi bây giờ như thế ví dụ như là kia này Nguyễn Kiên này chồng bạn rất là đẹp trai đấy nhưng mà <laughs> thế là tự nhiên là nó chán hẳn luôn đấy, thì chúng ta sẽ không nói từ nhưng mà chúng ta sẽ nói là từ và à, anh chị chỉ cần sửa từ nhưng thành từ và là xong cuộc đời chúng ta sẽ này Nhưng ơi em chồng rất là xinh và à thế có nghĩa là gì ạ à? nhưng có nghĩa là chúng ta đã phủ định toàn bộ cái ý chính vừa rồi từ và tức là chúng ta đã tiếp tục bổ sung cho cái ý chính vừa rồi để củng cố mạnh hơn cái ý chính vừa rồi đấy nguyễn lan hôm nay trông rất xinh nhá và cái áo trông cũng rất đẹp nhá đấy chúng ta chỉ cần và cái áo trông nhá bây giờ chúng ta nói là lan trông này rất xinh nhá nhưng mà cái áo thế là tự nhiên là cái áo không có tội tình gì cũng trở thành có tội lan hôm nay trông rất xinh nhá nhưng nhưng mà cái cái áo khổ thân cái áo không đấy lan trông rất xinh và cái áo trông đấy là tự nhiên cái áo nó trở thành vật trang trí rất đẹp và nó củng cố cho cái nhưng hay không các anh chị em Trời, ngôn từ đúng là ngôn từ luật sư nó là quá là hiểm ác đấy các anh chị comment là hay quá cho sướng, <cười> <Rồi>. <cười> sướng. Đấy. đấy tí nữa các anh thử mà xem chỉ cần nói là tạ thì lan ơi em trông rất là, 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 sáng sủa đấy nhưng mà phòng em nó tối quá rồi. đấy. Em hoặc là là này trông em rất là sáng sủa đấy và cái phòng của em nó làm tôn em lên rất đẹp đấy. ví dụ thế là cô tăng cái độ cười lên ngay đấy nhìn mặt là thấy khác ngay đúng không nhỉ các à, anh chị nhớ nhá từ khóa này nó quá kinh luôn sức mạnh kinh khủng đấy, hai từ rồi có một cái điều tiếp theo nữa À, cái điều này là ở trong giao tiếp này cái đấy chính là cái bài mà cách đây hai ngày tôi dạy các anh chị ở trong cái nhóm kín là truyền à, cảm hứng đúng không ạ truyền cảm hứng đám đông đó là không lên giọng mà xuống giọng đấy thầy trông rất đẹp trai nhưng mà <laughs> thầy phải trông rất đẹp trai và chứ thầy trông rất đẹp trai nhưng mà thì cũng phải chết biết ngay là mày ý mày nói cái gì đó. rồi tiếp theo là, là chúng ta phải dùng cái giọng trầm đấy dùng cái giọng trầm khi mà các chị nói chuyện hoặc là các anh mà không để ý mình bắt đầu hay lên giọng hay lên giọng phát là nó chói tai thì thường có một số người chúng ta thấy là nói rất khó nghe là bởi vì nó chói tai nó chói là do cái âm thanh mình nó cao quá nó rít lên cái âm thanh nó cứ rít lên rít nghe nó chói. thì phụ nữ là nghe nó, nó hay có cái giọng cao mà thế thì mình phải luyện cái, cái âm trầm xuống thì nó sẽ truyền cảm hơn Đấy thì thấy là cái về cái âm giọng à, tiếp theo ấy, đây là một trong những cái điều cực khó này mình đừng phán xét con người mình chỉ xem xét hành vi thôi chứ đừng phán xét con người tức là như thế này tức là thế nào ví dụ như mình hẹn bác sĩ Ngọc đi hôm nay là hẹn bác sĩ Ngọc là đúng giờ là 8 giờ sáng là đi ăn sáng nhưng mà 8 giờ năm ông mới đến thì mình đừng có bao giờ nói là cái thằng Ngọc này là thằng đến muộn mà mình hãy nói rằng là hôm nay bác sĩ Ngọc đến muộn thì được. Chứ hôm nay mà chúng ta không phán xét cái con người của bác sĩ Ngọc là người đến muộn bởi vì nó chỉ có cái buổi hôm nay thôi thì không thể phán xét cả cuộc đời được. Đấy, cho nên là khi các anh chị đã thấy rằng là thầy Phạm Thành Long hay nói tục, ví dụ vậy đi. Thì cái việc nói tục lúc nào thì nói được cái lúc đấy thôi, chứ cả cuộc đời thầy Long không thể nói tục được. Thực ra là thầy Long chẳng nói tục bao giờ, trừ những cái lúc cần phải nói tục. Đấy, thì đấy là một cái ví dụ của chúng ta không phán xét con người mà phán xét cái hành vi thôi đây chính là cái một trong những sai lầm lớn nhất trong tranh luận của chúng ta. À, chúng ta hay nói là cái thằng ý nó từ cái hành động của nó chứ nó không phải là cái thằng ý đó như thế. Ví dụ như thế. Nhà anh chị luôn nhớ là không phán xét con người mà phán xét chỉ xem xét cái hành động, hành vi thôi. Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta phải mô phỏng hoặc là tương ứng nói chuyện với cùng với cái tốc độ lời nói, cái tốc độ lời nói. Mình gặp một người nói nhanh thì mình sẽ nói nhanh và à, mình gặp mọi người nói chậm thì mình sẽ nói chậm mình sẽ mô phỏng cái tốc độ lời nói của người ta nếu bên đó mà nói nhanh thì mình phải rất khó mình phải nói nhanh nói nhanh xong rồi người ta mình sẽ dường quyền cho người ta nói nhanh Đấy. nhưng bên kia mà họ cứ tỉ tê giả dích thì mình cũng tỉ tê giả dích ai nó phải phù hợp nó phải phù hợp và để mà giành được cái sự tự tin trong giao tiếp có một cái cách nữa là à, chúng ta nói chuyện ấy, thì hãy nên bắt đầu với một người có kỹ năng giao tiếp tốt hơn chúng ta thế thông thường thì các anh chị thường là mình có xu hướng là mình giao tiếp kém mình lại chọn cái người kém hơn mình cho nên lúc chả biết thằng nào nó biết nói cái gì cả trong hai thằng cứ ngồi nhìn nhau thế cuộc chuyện có nhiều bế tắc thế thì để mà mình tăng được cái kỹ năng hội thoại lên cũng như là tăng à, làm cho cuộc hội thoại nó hay hơn thì nên mình nên chọn đến một cái nơi mà có một cái người mà họ nói nay hay hơn thì lúc đó là mình trong cái buổi nói chuyện đó đấy thì mình có thể mình sẽ không nói được nhiều vì người người nói hay bao giờ cũng là dành quyền nói nhưng mà thông qua cái quá trình đấy thì mình học thêm được cái kỹ năng nói nên các anh chị cũng có thể thấy là tôi là người nói nhiều với các anh chị ở đây thôi nhưng mà thực tế à, đi ra ngoài là tôi là người lắng nghe nhiều Đấy thì đấy là một trong những cái cách mà các anh chị có thể luyện tập để mở rộng cái khả năng nói của mình lên điều tiếp theo nữa này là hãy tập nói chuyện với người lạ ví dụ khi mình đến một cái đám đông mình có một cái xu hướng là tìm người quen để nói ngồi cạnh cái người quen để nói chuyện cho nó dễ nhưng mà thực tế mà nói các anh chị ạ để mà giao tiếp giỏi thì mình sẽ tìm cái người lạ để mình giao tiếp mình đến một cái nơi cho nên là trong cách bài tập này, tôi luôn nói với các anh chị là mình nên tìm đến một cái người mình chưa từng gặp gỡ bao giờ đặc biệt trong cộng đồng Eagle Camp tôi khi mà giao lưu Eagle Camp bao giờ tôi cũng nói là tìm một cái người mà chưa từng bao giờ nói chuyện nhưng ngồi cạnh chứ đừng có ngồi cạnh cái người đã quen rồi người cạnh đã quen rồi ta biết người đó rồi nhưng mà bây giờ ta đi tìm cái người lạ ta nói chuyện thì cái kỹ năng giao tiếp của ta nó mới mở ra được đấy hãy tiếp theo nữa tiếp theo nữa hãy coi mỗi một cái người nói chuyện trước mặt mình là một người bạn thân Ồ đây là một cái điều hay lắm các anh chị Mình cứ nghĩ đây là một cái người bạn thân đi Thì mình sẽ nói chuyện như thế nào Thì tự nhiên là mình nói chuyện nó hay Hôm nay tôi 500 các anh chị, 540 mấy người các anh chị ở đây Thì có rất nhiều người tôi chưa từng gặp bao giờ Hoặc là một số anh chị đã nhìn thấy tôi Nhưng mà tôi chưa nhìn thấy anh chị bao giờ Tức là khi học mà các anh chị không nói là tôi không biết Hoặc là các anh chị vào sau Các anh chị ngồi ở phía cuối của cái Zoom là tôi cũng không nhìn thấy Thường tôi chỉ nhìn thấy trang đầu Thì À, tôi lạ với các anh chị nhưng mà khi tôi nói chuyện thì tôi luôn coi các anh chị là những người thân tôi luôn coi các anh chị là những người thân những người thân mến của tôi Đấy, thì tôi nói chuyện với các anh chị Và khi mà trong đầu tôi nghĩ các anh chị là những người thân mến thì tôi luôn cảm thấy thoải mái khi tôi nói chuyện ví dụ như ở nhà mình nói chuyện với người thân thì mình rất là thoải mái đúng không nhỉ nhưng mà ra đường có khi mình thấy cái người đó là người gì đó cao hơn mình quá hay là thấp hơn mình quá hay là sợ là họ là người lạ thế mình e ấp e up thế là tự nhiên mình mất đi cái quyền mình mất đi cái cái kỹ năng nói chuyện cách bình thường anh chị cứ để ý mà xem có phải mình nói chuyện với người quen thì dễ thế không mà sao mình gặp người lạ cái là mình e ấp đâu nhỉ vì mình nghĩ họ là người lạ nhưng mình cứ coi từ nay mình cứ coi họ là người quen mình nói chuyện với họ như người quen thế là mình sẽ trở thành người quen được không anh chị rồi cảm ơn anh chị rồi cái điều tiếp theo nữa là đừng bao giờ phải nghĩ xem là mình nên nói cái gì à nói cái gì tiếp theo đừng nghĩ là mình phải nói cái gì tiếp theo cái câu này có nghĩa là thế nào có nghĩa là các anh chị hãy luôn đứng ở trong cái cuộc hội thoại đấy tức là ở trong cái cuộc hội thoại đấy ở trong cái câu chuyện đấy ở trong cái câu nói đấy chứ đừng người ta đang nói mình lại bước sang câu nói sau mình lại đi sang hướng khác mình lại phải chuẩn bị cái ý tiếp theo thì cái câu chuyện nó mình không còn ở trong câu chuyện nữa thế nên là ở đây là mình phải tập trung vào cái câu chuyện nó đang diễn ra đấy thì cái tâm trí mình nó không phải phân tâm ra một lúc thành hai câu chuyện được cho nên là luôn sẵn sàng ở trong cái câu chuyện thì đấy là hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị là những cái à, cái cái mẹo tiếp theo để cho các anh chị có được thêm cái kỹ năng à, giao tiếp và tôi tin chắc rằng là cái phần 2 của cái video này kết hợp với cùng với những cái kỹ năng ở phần 1 sẽ làm cho các anh chị có thêm nhiều kỹ năng hay và nếu mà các anh chị đang nghe cái file audio hoặc là youtube này mà các anh chị thấy hay thì hãy đừng quên là comment ở bên dưới và đăng ký vào kênh youtube của phạm thành long để À, sau này à, chúng ta không bị bỏ lỡ những cái video tiếp theo. À, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe đến hết phần cuối cùng của cái buổi ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều.